top những con số cực kỳ đặc biệt để anh em chơi vào năm 2024. Năm 2024 ấy, thì có con số 4 ở trong đó. Và số 4 ấy, trong sim số đẹp là một số xấu. Rất ít khi mọi người lại thích sở hữu sim số có chứa số 4. Nhưng nếu như mà là 04 thì lại là rất hay nhé. Vì sao? 4 là tử mà 04 là không tử. Đấy. Và mình chia sẻ với anh em này. Số đầu tiên đó là số 4078. 4 mùa không thất bát. Đấy, hay không? Tiếp theo này, 4404 đó là con số tự tử không. Tiếp nhá. Số 1104 đấy, lại là số nhất định không tử, đúng không? Rồi là 2204 mãi mãi không tử. Đấy. Đặc biệt không? Và một con số mà mình nghĩ rằng là ai cũng ấn tượng, ai cũng phải nhìn vào nó giật mình và cảm thấy nể phục con số này. Và nể phục cái người mà dám sở hữu, sử dụng nó. Đặc biệt đấy anh em ạ, đó là con số 4953. Chuyên ngành đi đòi nợ, anh em ạ.